Emily kính chào thái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sự tái hợp chấn động, Donald Trump và Mike Johnson công bố kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử. Nợ quá hạn cao kỷ lục, Người Mỹ đang ngày càng không có đủ khả năng thanh toán nợ thẻ tín dụng. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh giá cao Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong cuộc họp báo chung tại Mar-a-Lago hôm tối thứ Sáu. Tại đây, ông Johnson đã thề rằng, trên cương vị là Chủ tịch Hạ viện, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng chúng ta có các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở đất nước này. Cụ thể, Tổng thống Donald Trump và ông Johnson đã cùng xuất hiện trong cuộc họp báo chung để thúc đẩy dự luật liêm chính bầu cử. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã kêu gọi Joe Biden đóng cửa biên giới ngay lập tức, chỉ ra rằng Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng tội phạm di cư trước khi tiết lộ rằng họ muốn nói về can thiệp bầu cử và sự liêm chính trong bầu cử. Thưa quý vị, cả ông và Tổng thống Donald Trump đều tin rằng Joe Biden và chính quyền của ông đang cố tình tạo điều kiện cho làn sóng di cư bất hợp pháp ồ ạt vào Hoa Kỳ để họ đăng ký bầu cử đảng Dân Chủ trong năm nay. Tổng thống Trump tuyên bố, chúng ta có thể có 15 triệu người và họ đến từ những nơi mà bạn không muốn biết và họ sẽ là những vấn đề lớn và mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đó là tội phạm di cư, đó là một loại tội phạm mới, tội phạm di cư và tôi chỉ yêu cầu với tư cách là một công dân, tôi yêu cầu biên giới phải đóng cửa. Nước ta không thể bị đánh cấp, không nước nào có thể lấy được. Nó không bền vững đối với bất kỳ quốc gia nào. Thưa quý vị, sau khi được Tổng thống Trump giới thiệu, Johnson giải thích khi Hạ viện không họp, Chủ tịch Hạ viện bắt buộc phải đi vòng quanh, bay khắp đất nước và ở cùng với tất cả các ứng cử viên cũng như những người đương nhiệm của chúng ta đồng thời nói thêm rằng ông đã được đến 23 tiểu bang trong vài tuần qua. Ông Mike Johnson nói rằng, ở mọi nơi chúng tôi đến, một trong những câu hỏi đầu tiên mà mọi người hỏi đến đó chính là vấn đề liêm chính trong những cuộc bầu cử biên giới là vấn đề số một tại mỹ chưa bao giờ có một vấn đề chính trị nào được ghi điểm cao trong các cuộc thăm dò như một vấn đề đáng quan tâm và bất kỳ ai sống ở đâu đều không quan trọng vì như chúng tôi nói bây giờ mọi tiểu bang đều là tiểu bang biên giới và tính liêm chính trong bầu cử gắn liền với biên giới tình trạng thiếu an ninh biên giới Thưa quý vị, Johnson tiếp tục chỉ trích Biden vì đã tạo ra thảm họa ở biên giới. Lưu ý rằng họ đã ghi lại 64 hành động hành pháp cụ thể mà ông và các cơ quan của ông thực hiện dưới thời bộ trưởng Mayorkas, được thực hiện kể từ ngày ông bước vào phòng bầu dục. Ông Johnson tiếp tục chỉ ra rằng, ngoài hàng loạt các vấn đề bắt nguồn từ thảm họa biên giới mở là mối đe dọa đối với tính liêm chính trong cuộc bầu cử của chúng ta. Bạn cần hiểu điều gì đó thực sự quan trọng về luật liên bang. Kể từ năm 1993, đạo luật đăng ký cử tri quốc gia, chúng tôi gọi là luật cử tri xe máy, cho phép mọi người đăng ký bỏ phiếu khi họ có bằng lái xe. Johnson giải thích, nếu một cá nhân chỉ tìm kiếm hoặc chỉ đơn giản nói rằng họ là công dân thì họ không cần phải chứng minh điều đó. Họ có thể đăng ký người đó bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử liên bang và bạn thấy các bang hiện đang bị cấm dù tin hay không thì tùy các bang bị cấm yêu cầu ai đó chứng minh rằng họ là công dân họ tin rằng đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng những gì chúng tôi sắp làm là đảng cộng hòa tại hạ viện đang đưa ra một dự luật yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu có vẻ như đó là lẽ thường tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều đồng ý chúng tôi chỉ muốn công dân hoa kỳ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở hoa kỳ Tuy nhiên, có một số đảng viên thuộc đảng Dân Chủ không muốn làm điều đó. Chúng tôi tin rằng một trong những lý do dẫn đến biên giới mở này mà mọi người trên khắp đất nước đều hỏi. Tại sao họ lại làm điều này? Tại sao họ lại cho phép tất cả sự hỗn loạn này? Tại sao lại có bạo lực? Bởi vì họ muốn biến những người này thành cử tri. Johnson nói thêm rằng ông và Tổng thống Trump sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng chúng ta có các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở đất nước này nếu chúng ta không có điều đó ở một nước cộng hòa lập hiến thì chúng ta chẳng có gì cả đó là nền tảng của chúng ta với tư cách là một quốc gia và chúng ta nợ người dân mỹ điều đó vì vậy những gì chúng tôi sắp làm là đưa ra luật yêu cầu mọi người đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang trước tiên phải chứng minh rằng họ là công dân mỹ Johnson nói thêm rằng, ngoài việc bao gồm các biện pháp bảo vệ trong dự luật, dự luật sẽ yêu cầu các bang loại bỏ những người không phải là công dân khỏi danh sách các cử tri hiện đang có của họ. Theo Johnson, luật pháp sẽ đạt được những điều như sau. Yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu, đặt các biện pháp bảo vệ vào hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ, yêu cầu các bang loại bỏ những người không phải là công dân khỏi danh sách cử tri của họ. Nợ quá hạn cao kỷ lục, người Mỹ đang ngày càng không có đủ khả năng thanh toán nợ thẻ tín dụng. Thưa quý vị, theo một báo cáo mới từ hệ thống dự trữ liên bang, người Mỹ đang gặp khó khăn trong việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của họ trong bối cảnh tình trạng nợ thẻ tín dụng quá hạn tăng cao kỷ lục. Theo dữ liệu của quý 4 năm 2023, công bố vào ngày 10 tháng 4 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, Tỷ lệ chương mục thẻ tín dụng có các khoản thanh toán nợ quá hạn đã đạt mức cao nhất trong lịch sử đối với mọi định mức quá hạn 30, 60 hay là 90 ngày. Căng thẳng của chủ thể đã càng thể hiện rõ rệt trong hành vi thanh toán, với tỷ lệ chương mục thực hiện thanh toán tối thiểu tăng 34 điểm cơ bản so với số liệu của quý trước và cũng đạt mức cao kỷ lục. Điều này xảy ra cùng lúc với việc số dư thẻ tín dụng danh nghĩa tăng lên mức cao nhất từng được ghi nhận trong cùng thời kỳ, cho thấy người Mỹ đang ngày càng dựa vào thẻ tín dụng để trang trải cho việc tiêu dùng của chính mình. Thưa quý vị, lạm phát cao liên tục vốn đã tăng trở lại vào tháng 3, đã ăn mò ngân sách gia đình, buộc người Mỹ phải chi tiêu nhiều hơn cho những nhu cầu thiết yếu căn bản như hàng bách hóa, theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, lạm phát giá thực phẩm trong 4 năm qua đã lên tới 24,9%. Tuy nhiên, một phân tích về giỏ hàng hóa thường được mua sắm ở siêu thị của The World Trade Journal ước tính rằng, thực tế con số này đã lên tới 36,5%. Mặc dù tỷ lệ lạm phát chung đã giảm so với mức cao nhất gần đây, mức 9% đạt được vào tháng 6 năm 2022, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy áp lực tăng giá vẫn còn cao gợi ý một mức độ thuyên giảm rất thấp đối với các gia đình đang kiệt quệ vì lạm phát, vốn có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn thực hiện thanh toán tối thiểu ngày càng tăng. Lo ngại ngày càng tăng về tình trạng nợ nần, mất việc làm, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã tiến hành một cuộc khảo sát người tiêu dùng Mỹ vào tháng 3. Kết quả cho thấy xác suất trung bình về việc không thể chi trả cho mức thanh toán nợ tối thiểu trong 3 tháng tới đã tăng thêm 1,5% lên mức 12,9% và đây là mức cao nhất kể từ thời đại dịch Covid-19 với mức tăng lớn nhất nằm trong số những người được hỏi ở độ tuổi 40 đến 60 và trong số những người có thu nhập dưới 50.000 đô la một năm. Đồng thời, người tiêu dùng ngày càng bi quan hơn về khả năng tiếp cận tín dụng trong tương lai với một tỷ lệ lớn hơn những người được hỏi cho rằng các điều kiện cho vay sẽ chặt chẽ hơn trong vòng một năm tới. Xu hướng này là phù hợp với báo cáo thẻ tín dụng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia, vốn lưu ý rằng điểm tín dụng hiện tại của chủ thẻ ở nhóm phần trăm thứ 10 và 25 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, cho thấy sự suy giảm khả năng thanh toán hơn nữa có thể sắp xảy ra. Thưa quý vị, điều này kéo theo lo ngại mất việc của hàng triệu triệu người Mỹ. Cuộc khảo sát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy xác suất mất việc trung bình của một người trong năm tới đã tăng lên 15,7%, mức cao nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, xác suất tìm được việc làm nếu công việc hiện tại của một người bị mất đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp xuống còn 51,2%, mức thấp nhất trong gần 3 năm. Xác suất tìm được việc làm này khớp với dữ liệu thị trường lao động gần đây. Thưa quý vị, theo như các báo cáo từ công ty chuyển đổi nghề nghiệp Challenger Gray and Trismart, số lượng thông báo các giảm việc làm trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng 120% so với quý cuối cùng của năm 2023. Dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy áp lực giá vẫn ở mức cao, lạm phát vẫn ở mức cao, chỉ số giá tiêu dùng, thức đo phổ biến về lạm phát bán lẻ đã tăng lên 3,5% trong tháng 2, tăng từ mức 3,2% của tháng trước. Theo báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, có những kỳ vọng trái chiều về lạm phát trong tương lai. Thưa quý vị, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới không thay đổi ở mức 3%, trong khi kỳ vọng lạm phát trong 3 năm tới tăng từ 2,7% lên 2,9%. Cuối cùng, Emily và đội ngũ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn cho kênh YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV e -Post Time để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn từ chúng tôi nhé.